Xin chào anh em. Hôm nay thì mình sẽ làm video để nói về chiếc iPhone 14 Plus Lock giá chỉ 13 triệu. Liệu nó có thật sự ngon hay không nhá? Đầu tiên thì mình sẽ nói qua một chút về chiếc iPhone 14 Plus này. Thì như các bạn đã biết ấy, thì trước đây mình cũng đã làm khá nhiều clip về cái chiếc iPhone Lock rồi, về 14 Pro Max. Thì 14 Plus này cũng thế thôi. Bản chất thì nó về cấu hình này, ngoại hình này thì nó không khác gì một chiếc iPhone quốc tế cả. Thì theo mình ấy, hiện tại mình đánh giá con iPhone 14 Plus này nó rất là ngon. Ngon như nào? Thì thứ nhất là ngon về phần cấu hình nhá. So với 13 Pro Max thì là chip nó giống y hệt này. Nó chỉ có kém hơn một chút về phần màn hình, đó là màn hình của nó chỉ có 60Hz thôi. Nhưng mà bù lại ấy, là về phần kích thước này nó cũng rất to. Nếu mà các bạn có trải nghiệm ví dụ như là chơi game, lướt web hay là xem phim ấy, thì trải nghiệm rất là thích. Bản chất thì về cái ngoại hình này ấy, ngày xưa là nó bắt đầu từ con iPhone 12 thì mình không thích lắm, bởi vì nó khá nhỏ, nó không hợp với mình lắm. Mình thì thích con nào to, xem phim chơi game nó mới đã. Thứ hai là về phần giá đi, thì hiện tại iPhone 14 Plus bản quốc tế VNA chính hãng có giá là 21 triệu đồng. Còn chiếc iPhone 14 Plus Lock trên tay mình đây thì nó chỉ có giá khoảng 13 triệu thôi. Nó chênh nhau đến tận 8 triệu. Thì bây giờ mình cùng đi vào để thử xem là liệu con iPhone Lock này fix xong nó có ngon như cái máy quốc tế hay không, nó có giống như là đồn hay không nhá. Phần thứ hai nhá, thì mình sẽ hướng dẫn luôn các bạn về cách fix sim ghép. Ở đây thì chiếc 14 Plus Lock trên tay của mình đây là iPhone Lock Mỹ. Thì như các bạn biết là máy Mỹ nó sẽ không có khai sim đúng không? Nhưng mà về thì bên mình đã độ CNC rồi nhá. Ở đây mình sẽ tháo khai sim cho các bạn xem. Máy bình thường, máy quốc tế ấy, nó sẽ không có khai sim gì đâu. Nó sẽ là các bạn dùng eSIM. Còn máy Lock mình phải độ CNC để fix sim ghép vào. Đó, thì bây giờ mình sẽ nói qua về cách fix này. Nó sẽ có 3 loại sim nhá. Mình sẽ giải thích luôn để cho các bạn dễ hiểu. Thì ở đây thứ nhất là sim chính của mình này. Sim của mình là sim Viettel nhá. Thứ hai là sim ghép. Đấy. Thứ ba chính là sim của chính cái nhà mạng Lock mình đang dùng. Thì cái máy Lock này nó đang ở Lock Verizon nhá. Bên mình sẽ gửi kèm sim ghép cùng cái sim trắng này khi các bạn mua máy. Thì mình sẽ hướng dẫn các bạn fix luôn. Đầu tiên thì nên các bạn khi fix ấy, các bạn nên chuẩn bị trước cho mình một máy iPhone quốc tế để các bạn điều chỉnh cái sim này về đúng cái nhà mạng của máy Lock. Bản chất thì lắm khi bên mình gửi ấy, bên mình đã fix rồi, nhưng mà lắm khi nó có thể một chút lag hay là gì đấy, cái sim này nó lại biến thành nhà mạng khác. Thì ở đây mình cũng sẽ hướng dẫn luôn các bạn làm sao để chỉnh nó về đúng nhà mạng theo như mình muốn. Thì các bạn lắp cái sim này vào máy quốc tế giúp mình trước nhá. Ở đây thì mình đã chuẩn bị sẵn máy quốc tế này, các bạn chỉ cần lắp sim bình thường thôi, nó giống như một cái sim bình thường mà. Cái sim này có tác dụng gì thì một chút nữa mình sẽ nói nhá. Đây, các bạn thấy là cái sim trắng này nó không có sóng đâu, vì nó là sim của nhà mạng Mỹ mà, về Việt Nam thì nó sẽ không có sóng. Ở đây thì cái sim của mình nó đang là nhà mạng Cricket nhá. Mà cái máy Lock của mình vừa nói ấy, thì nó là nhà mạng Verizon. Thì làm sao để mình chuyển cái sim trắng này về cái nhà mạng Verizon? Thì các bạn vào giúp mình là vào phần, đầu tiên là các bạn vào phần cài đặt này, các bạn vào phần di động, các bạn vào phần ứng dụng sim của mình. Đó, các bạn sẽ thấy menu của cái sim trắng này, các bạn ấn vào đây. Phần đầu tiên các bạn có thể ấn gửi luôn cho mình. Phần thứ hai này các bạn nhập cái mã IMSI của nhà mạng. Cái mã IMSI thì mình sẽ để cái phần link ở bên dưới để các bạn có thể theo dõi nhà mạng nào thì các bạn nhập IMSI của nhà mạng đó. Verizon thì mình cũng sẽ check nhá, check xem cái nhà mạng Verizon này nó có IMSI là gì. Ở đây thì IMSI của nhà mạng Verizon nó là có 2 mã nhá, thì mình sẽ chọn bất kỳ một mã 3114801. Này. Cái dòng thứ hai này thì là cái dòng GIP nhá. Dòng GIP này thì tùy nhà mạng mới có. Cái nhà mạng Verizon này thì cái GIP 1 nó sẽ không có, mà nó chỉ có cái GIP 2. Thì khi mà GIP 1 không có, các bạn ấn gửi luôn cho mình. Thì các bạn nhập GIP 2 nhá. GIP 2 của cái con Verizon này nó chính là chữ A1. Các bạn nhập A1 cho mình. Các bạn ấn gửi. Đó. Xong các bạn kiểm tra này, các bạn quay lại. Các bạn chỉ cần đẩy sim ra lắp lại cho mình để các bạn kiểm tra xem nó đã về đúng với nhà mạng của nó chưa nhá. Đẩy ra này, lắp lại này.
cộng vào phần cài đặt chung giới thiệu. Đó, các bạn vào phần giới thiệu nha, các bạn nhìn thấy nó sẽ về Verizon rồi đúng không? Mình sẽ giải thích qua cái sim này để làm gì. Như các bạn đã biết thì rất nhiều video trước bên mình đã làm về con 14 Pro Max Lock, là nó cần cái sim này để giữ sóng sim chính. Nó chính là chế độ fix mới dành cho những chiếc iPhone có tần số sóng 5G, tức là iPhone 12 trở lên thì các bạn mới fix được cái chế độ này. Fix chế độ này thì nó có tác dụng là giữ sóng ổn định và nó không bị văng sóng hay là bị văng hello dùng rất khó chịu như dòng iPhone 11 Pro Max trở xuống. Đấy, thì cái sim này nó rất quan trọng, phải có sim này thì mới giữ được sóng nhá. 2 days later. Xin chào anh em. Mình hôm nọ thì có một chút vấn đề về cái sim ghép ấy, thì lúc ấy mình lại hết sim ghép. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn tiếp cái phần fix sim ghép con iPhone 14 Plus Lock này nhá. Thì hôm nọ mình đang nói đến phần là lắp sim ghép cộng với lại cái sim nhà mạng vào cái máy iPhone 14 Plus Lock này để làm sao nó có thể nghe nhận sim và nghe gọi bình thường. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn luôn. Thì trong cái phần hướng dẫn của mình thì mình sẽ hướng dẫn luôn các bạn cách lắp sim ghép. Bởi vì cái khó nhất mình thấy mà khách bên mình mua online cũng như là khách đã mua và về nhà sử dụng ấy, thì đấy là cái cách để làm sao đưa hai cái sim ghép cộng với cái sim chính vào. Ở đây thì mình cũng sẽ hướng dẫn luôn qua một chút. Bởi vì cái khay sim bây giờ nó là khay sim ngược, thì nó không xuôi như từ thời iPhone XS trở xuống. X với XS thì khay sim nó vẫn xuôi, các bạn lắp sim ghép với sim thường nó rất là dễ. Còn iPhone 14 Plus này thì nó là khay sim ngược, như các bạn có thể thấy ở đây. Thì cái khay sim của mình là khay 2 sim đúng không? Mình sẽ phân ra hai loại nhá. Ở đây mình hướng dẫn 14 Plus. Thì 14 Plus nó sẽ giống iPhone 14 Plus. Thì nó sẽ giống iPhone 14 Pro Max, là vì độ CNC thì nó sẽ có 2 sim vật lý. Thì tức là một sim nhà mạng là sim vật lý như này, và một sim và một mặt còn lại thì là sim ghép cộng với lại sim chính của mình. Như hôm trước thì mình có nói là nó mục đích là để giữ sóng đúng không? Còn iPhone 13, iPhone 12 thì thường là nó có khay sim sẵn rồi nên không ai đục ra để độ CNC cả. Thì mặc định nó sẽ là add cái eSIM ảo, nó thay thế cái sim này nhá. Nên là một số bạn sẽ hỏi là vì sao chế độ là QBE eSIM mà mình chẳng thấy cái eSIM nào trong máy cả. Thì đấy là lý do, bởi vì đằng nào cũng độ CNC, bóc máy ra độ CNC. Thì thay vì mình đỡ mất tiền add eSIM của nhà mạng, ví dụ như AT&T hay là các nhà mạng mà khó add, thì các bạn sẽ phải mất tiền. Ít nhất mình có tham khảo dịch vụ trên mạng thì nó thường là khoảng tầm 150-100 nếu các bạn nhập sỉ. Đấy, thì thay vì mất tiền như thế thì ở thường các bên nhà cung cấp ấy, và ngay cả bên mình, là bên mình sẽ độ sẵn CNC 2 SIM vật lý để các bạn không phải mất cái khoản add eSIM ảo kia. Và khi mà độ cái SIM này vào rồi thì nó sẽ không add được eSIM nữa nhá. Thì mình dùng luôn cái sim này thay eSIM mà. Bởi vì như mình có tham khảo là một số máy ấy, khi mà mình add eSIM và dùng cái sim ghép cùng thì nó sẽ bị tốn pin hơn là mình dùng sim vật lý. Cái này thì thực ra là mình có một chút trải nghiệm thôi nên mình cũng chưa đánh giá chính xác. Tiếp theo thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn luôn các bạn cách ghép sim nhá. Thì các bạn để ý này, mình lại nói lại nhá, là nó có 3 sim tất cả: sim chính, sim ghép và sim nhà mạng, đúng không? Thì cái sim nhà mạng mình, các bạn lắp xuống khay sim bên dưới giúp mình. Ở đây các bạn có thể nhìn, đây là khay sim, đây là mình đặt đúng cái chiều khay sim này. Thì mình, các bạn sẽ lật ngược lại, các bạn lắp cái sim nhà mạng xuống bên dưới. Đây, các bạn nhìn thấy ở đây nó cũng có đầu vát đúng không? Thì cái sim của mình nó cũng sẽ luôn luôn có đầu vát. Thì các bạn chỉ cần đặt đúng chiều nó vào là được. Đây, các bạn đặt đúng cái chiều vát vào nhá. Đấy, là nó sẽ xong. Các bạn giữ đấy. Quay ngược cái sim lại. Sau đó mình sẽ đặt cái sim chính như bình thường. Đặt vào đây. Nhưng mình cũng lưu ý là cái sim chính này các bạn nên mài một chút để cho nó mỏng đi. Vì chính bản thân mình thôi, mình lắp đôi khi mình lười mài ấy, nó hay chết sim ghép. Ví dụ như nọ, thì đây cái sim ghép nó như thế này, thì nó có một cái con chip ở giữa này. Thì bình thường nếu mình cố nhét vào mà sim nó dày quá ấy, nó sẽ đè vào cái chip này và nó bị vỡ, dẫn đến hỏng sim ghép. Nếu như các bạn ở cửa hàng thì bên mình có thể đổi luôn, nhưng mà ví dụ như các bạn ở xa ấy, gửi đi gửi lại nó rất là bất tiện.
Đấy, thì cái sim ghép này nó cũng có một đầu vát. Đầu vát này, các bạn nhìn này. Đấy, đầu vát và đầu thừa đúng không? Thì cái bạn sẽ dùng cái đầu thừa này các bạn kẹp vào cái sim của mình nhá. Đầu tiên là mình đặt song song trước đã. Đặt song song thử nhá. Mình bấm thử này. Đấy, thì làm sao mà các bạn giữ được cái sim ghép này vào thì các bạn kẹp vào giúp mình. Nếu mà lần đầu thì rất dễ kẹp, còn nếu mà các bạn đã kẹp rồi ấy, nó cong sẵn rồi ấy, thì lắm khi sẽ khó thôi, còn nếu mà bạn chưa kẹp bao giờ ấy thì nó sẽ dễ hơn. Sau khi mà các bạn đã hoàn thành mà mình đặt được cái sim ấy, mà cầm được nó chắc như này này, chắc như mình nhá, thì các bạn có thể lắp vào con iPhone 14 Pro Max và chọn nhà mạng. Một lưu ý là có thể là mình nghĩ là mình nói rất nhiều rồi, bởi vì lắp cái iPhone Lock này ấy, các bạn nên chuẩn bị trước cho mình một chiếc iPhone quốc tế, bởi vì nó có rất nhiều trường hợp. Ví dụ như bây giờ mình lắp vào chẳng hạn, mình chọn nhà mạng sai, hay là mình lắp vào mà cái sim ghép nó bị lốc nhà mạng từ trước rồi. Ví dụ như con này là Virgin đúng không, nhưng mà cái sim ghép này trước đây có người ta nạp firmware vào thì nó lại mặc định là thành AT&T rồi chẳng hạn, thì các bạn cần một cái iPhone quốc tế để nó đổi nhà mạng nhá. Thì tí nữa mình sẽ hướng dẫn qua, nếu mà bạn nào có máy quốc tế thì các bạn đổi nhà mạng kiểu gì. Hôm nọ thì mình có hướng dẫn các bạn nhập cái mã IMSI của cái sim trắng này rồi, thì nó cái sim ghép nó cũng tương tự thôi. Quan trọng là các bạn phải có máy iPhone quốc tế, bởi vì nếu mà các bạn sai nhà mạng nhá, các bạn lắp iPhone lock đúng không, nó văng, các bạn không vào được cài đặt, các bạn không vào được ứng dụng sim, thì các bạn không thể đổi được cái IMSI của nó. Còn nếu mà các bạn có máy quốc tế thì máy quốc tế auto bạn lắp sim ghép với sim gì vào ấy thì nó cũng vẫn vào được trong, nên là khi đó mình có thể chỉnh được cái nhà mạng theo ý mình muốn. Đấy là lý do mà mình luôn muốn là khi các bạn fix sim hay là làm gì liên quan đến máy lock thì các bạn nên có một chiếc iPhone quốc tế cho mình. Đó, thì sau khi các bạn xong thì các bạn ghép vào giúp mình nhá. Đấy, vì cái này ấy thì sao mình muốn các bạn là mài mỏng sim đi, bởi vì mình nhét như thế này ấy, thì nó rất là dày. Đấy, sau khi lắp vào này xem nó nhận sim chưa. Đấy, như nó hiện như này là nó nhận sim ghép rồi nhá. Thì ở đây mình có nói á, là lắm khi nó hỏi chọn nhà mạng lên như thế đúng không. Đấy, thì các bạn chọn giúp mình, nhưng mà lắm sim mà nó không hiện nhá, thì đấy là mình mới mong là các bạn dùng có máy iPhone quốc tế. Đây, các bạn chọn giúp mình cái chế độ eSIM unlock mode này, các bạn chọn đúng nhà mạng của nó nhá. Con này là nhà mạng Virgin đúng không, các bạn chọn Virgin. AT&T, các bạn chọn AT&T. Cái này thì chắc là đơn giản thôi. Đấy, nếu nó vào trong như này thì chắc chắn là các bạn đã chọn đúng nhà mạng của cả cái sim nhà mạng và cái sim ghép. Sim nhà mạng ấy mà các bạn chọn cái này các bạn cứ chọn bừa đi nhá, vào trong mình chỉnh lại được, không quan trọng đâu, vào trong chỉnh bình thường. Đấy, nếu mà các bạn lắp sim mà nó bị văng màn hình kích hoạt thì chứng tỏ là các bạn đang chọn sai nhà mạng. Ví dụ như vừa nãy mà mình chọn AT&T chẳng hạn thì nó sẽ không vào được trong đâu. Đấy, hoặc là cái sim nhà mạng ấy mà nó sai nhà mạng từ đầu ấy thì nó cũng không vào được trong. Đấy, nên là cái tiêu chí là như nào, tiêu chí là cả hai sim đấy các bạn đều phải chọn đúng nhà mạng Virgin, tức là nhà mạng của cái máy lock này. Đấy, nên là mình gặp rất nhiều khách là hỏi là vì sao anh lắp vào nó cứ văng, thì cái đấy thì bắt buộc phải có máy iPhone quốc tế để các bạn chọn lại nhà mạng thì nó mới vào trong được như này. Đấy, nó vào trong như này thì bây giờ mình sẽ thử nhá, nó đã nhận Vinaphone rồi này, bởi vì mình đã chọn đúng nhà mạng rồi thì vào trong gần như là nó nhận luôn. Cái eSIM unlock mode này nó vậy, nó rất là dễ, cái quan trọng là mình chọn đúng nhà mạng thôi. Ở đây thì mình bật thử 4G lên nhá. Các bạn set làm sao cái sim, thường thì mình sẽ quen cái sim Vina của mình, thường sẽ để thêm sim chính đi cho nó quen mắt. Đấy. Ở đây thì nó sẽ có cả hai phần ứng dụng sim của sim chính và cái sim nhà mạng này, thì các bạn để ý sim nhà mạng đó nó vẫn là Virgin như này nhá, thì nó vào đúng rồi, còn nếu mà nó chẳng may mà nó bị sai ấy, thì là nó không vào được trong đâu. Đây, mình sẽ hướng dẫn các bạn luôn cái phần mà chỉnh nhà mạng nếu mà các bạn chót chọn sai. Tức là cái bảng vừa nãy có thể nó không hiện, hoặc các bảng vừa nãy các bạn chọn sai chẳng hạn, thì các bạn vào phần cài đặt nhá. Các bạn lắp trong quốc tế, các bạn vào phần cài đặt di động, các bạn chọn cái sim này. Xong các bạn chọn ứng dụng sim. Đấy, nó có cái phần select unlock mode ở đây. Đấy, nó hiện ra cái bảng như giống như vừa nãy đúng không? Các bạn chọn unlock mode cho mình, eSIM unlock mode. Các bạn chọn version. Đấy. Thì nó sẽ, thì xong các bạn lại lắp lại về cái máy lock ấy,
thì nó sẽ vào trong luôn và nó nhận SIM luôn. Đấy, nó đơn giản thế thôi, nhưng mà mình nói thì có thể nó khá dài, nhưng mà nếu các bạn thích dần dần thôi các bạn sẽ quen. Ở đây thì mình bật 4G lên rồi, nhưng mà hiện tại nó chưa lên đúng không? Thì các bạn vào đây các bạn bật chuyển vùng giúp mình. Chuyển vùng của cái SIM chính đúng không? Thì các bạn vào cái SIM ứng dụng của SIM chính. Các bạn ấn chuyển vùng dữ liệu giúp mình. Đó, các bạn thấy không? Nó lên LTE. Như này các bạn có thể nghe gọi bình thường. Ở đây thì mình có test qua thử sao 1.1. À, cái SIM mình SIM trả sau. Mình sẽ gọi thử nhá. Đấy, các bạn thấy không? Nó đã nhận SIM bình thường. Gọi đi bình thường. Và sau khi fix SIM xong thì mình vừa test nghe gọi rồi thì nó hoàn toàn ok. Nhưng mà ở đây các lỗi của máy lốc ấy thì mình cũng đã nói rất nhiều trước đây rồi. Đấy là mặc định các bạn fix như này xong thì nó vẫn còn những cái lỗi tồn đọng, giống như là lỗi TikTok Shop này các bạn không vào được, hay là lỗi Google Map xem máy gì đó. Cái này thì mình cũng chưa test, nhưng mà chắc chắn là nó sẽ lỗi IMessageTime ở cái nhà mạng version này. Thì các bạn sẽ phải fix một cái chế độ của cái SIM ghép này, nó chính là chế độ IPCC. Cái IPCC này ấy, ở cái SIM cũ này thì mình có nhận ra được là nó khá là khó ăn. Nhưng mà ở đây mình vẫn sẽ thử nhá. Mình sẽ thử vì ví dụ như bây giờ, ví dụ con 14 Blue Lock các bạn nhận được mà không phải nhà mạng version chẳng hạn. Ví dụ như nó là nhà mạng T-Mobile hay là AT&T thì các bạn fix IPCC hoàn toàn nó ăn luôn. Đó, thì ở đây thì mình sẽ fix luôn này. Các bạn vào phần ứng dụng SIM nhá. Cũng vào ứng dụng SIM này, các bạn ấn vào cái loạt IPCC này giúp mình. Các bạn ấn chấp nhận này. Sau khi nó văng ra màn hình kích hoạt, các bạn mở khóa màn hình bình thường của mình. Tiếp tục này. Ở đây thì các bạn nhớ là đừng bắt wifi nhé. Nhớ là đừng bắt wifi. Ở đây các bạn ấn tiếp tục mà không có wifi này. Tức là mình sẽ sử dụng SIM mình kích hoạt. Để cho nó kích hoạt bình thường. Đó, sau khi đến phần SIM hỗ trợ, các bạn cố gắng ấn nhanh tay giúp mình này. Giữ lì vào nút quay lại và kéo xuống phần hoàn tất cập nhật phần mềm. Đó, sau các bạn khóa màn hình lại. Chờ một chút là nó sẽ tự kích vào màn hình chính nhá. Đây chính là một cái fix những cái lỗi tồn đọng sau khi mình lắp SIM xong. Tất cả dành cho tất cả các nhà mạng nhá. Đấy, nó vào trong rồi này. Chấp nhận. Để kiểm tra xem nó ăn IPCC chưa ấy thì nó có rất nhiều cách. Các bạn có thể vào cái phần cài đặt chung này, giới thiệu này. Đấy, các bạn nhìn cái phần nhà cung cấp này. Nó về Viettel rồi, nó về Viettel rồi. Nếu các bạn là SIM Viettel, nó về Vina rồi. Nếu các bạn là SIM Vina. Còn ở đây thì nó vẫn về Verizon đúng không? Thì tức là cái IPCC này nó chưa ăn. Thì các bạn có thể làm đi làm lại giúp mình nhá. Chắc chắn là nó sẽ ăn. Nhưng mà mình như mình nói ấy, cái nhà mạng Verizon này nó rất khó ăn IPCC. Đấy, cách fix SIM thì mình nói qua là nó cũng chỉ có đơn giản thế thôi. Với con 14 lốc này nó chỉ loằng ngoằng mỗi khoản fix SIM thôi. Còn lại về đánh giá tổng quan tất cả các chức năng, đặc biệt là về cấu hình sử dụng rất là ngon, thì mình đánh giá con iPhone 14 Plus Lock này nó hoàn toàn đáng giá và rất đáng mua luôn. Nó chỉ tầm giá 13 triệu thôi. Và hiện tại về cái khoản SIM ấy thì mình có ngóng được một chút, đó là hiện tại nó có một cái SIM ghép phiên bản mới, nó ngon hơn rất nhiều, mà các bạn có thể không cần fix eSIM luôn, tức là không cần lắp SIM lòng hoàng, các bạn chỉ lắp SIM ghép vào, chọn nhà mạng, thế là xong. Thì dùng nó cũng ổn định như cái chế độ eSIM Unlock Mode này luôn. Thì các bạn sẽ không phải lòng ngoằng bây giờ là nào là bây giờ mình phải chọn cả nhà mạng của cái SIM phụ này, không chọn nhà mạng của SIM ghép, rất là lòng ngoằng. Đấy, thì ở clip sau thì mình sẽ cố gắng lên sớm nhất cho các bạn về hướng dẫn tổng quan về cách fix SIM ghép mới nhất nhá. Và nếu anh em có câu hỏi gì cần hỗ trợ thì có thể comment ở phía bên dưới, mình sẽ cố gắng giải đáp hết thắc mắc của anh em. Và anh em đánh giá thế nào về con iPhone 14 Plus Lock này, hãy cho mình biết nhá. Xin chào và hẹn gặp lại.